Là cũng hơi thấy làm tiếc là bởi vì mọi người học bỏ tiền học rất là nhiều mà không có ai mà nhắc đến thỉnh một bộ chuông những sai gì để mọi người hoang mang cứ đi tìm hỏi người này hỏi người kia thì lại thấy thương mọi người dễ sợ luôn. Không biết mọi người học ở người thầy cô dạy các bạn không biết làm sao không có hướng dẫn về vấn đề bộ chuông bao gồm lương xa nào là sai như thế nào, bởi vì mà mua dư quá lại không có phù hợp. Ví dụ như nha, lương xa 1 là sai bao nhiêu, lương xa 2 là sai bao nhiêu cho tới luân xa 7, bởi vì mỗi vị trí của luân xa như vậy là đều có những cái sai cố định khi mà vận hành trên 7 cái luân xa như vậy, để mọi người không có bị lan man tốn kém. Bởi vì có những vị trí luân xa thì cần những chiếc chuông to, thì có những nơi đó thì là lại bán cho mọi người là sai 26, 27 hoặc là 28, thậm chí là hơn 3. Lúc này họ tính theo số cân, theo số size như vậy thì tăng cái giá tiền lên. Mọi người muốn thỉnh chuông, mua chuông bất kỳ nơi nào phải có sự tư vấn của thầy cô đủ chuyên sâu về vấn đề size chuông luân xa 1 cho đến 7, bao gồm thông số ở những vị trí luân xa đó là size chuông nó như thế nào để khi vận hành chuông bị lấn cấn, nhất là về tài chính. Khi vận hành trên cơ thể vật lý gồm 7 chiếc chuông 7 luân xa này nó đều liên đới theo cái thông số với nhau, bởi vì có người to người ốm tùy theo tạng người, nên là lúc này mình cần cái sự liên đới của cái size chuông nó phù hợp. Cái tạng người to thì ít lắm, người Việt Nam mình cỡ 1,7 m, ý tương ứng bộ chuông theo cái tạng người 1,7 m, 72 73 kg trở xuống. Bộ chuông mà nhỏ quá, những cái nơi mà cần lớn á thì lại nhỏ, mà những nơi cần nhỏ thì lại lớn. Chọn chuông nó sao cho nó phù hợp. Ta hy vọng là ai đó muốn thỉnh chuông thì phải hỏi những người thầy người cô mình về thông số chuông để cho mình biết, để cho mình có kiến thức tự vận hành. Như vậy vừa tiết kiệm được tài chính và nó phù hợp với cơ thể vật lý. Đây rất là làm tiếc mọi người đi học chuông, những người thầy cô có lẽ không đủ chuyên môn hay sao mà không biết chia sẻ lại với mọi người sử dụng một bộ chuông sai bao nhiêu. Rất là nhiều người hỏi like, hôm nay like mới cảm thấy là cần chia sẻ cái việc này để cho mọi người có cái thông tin, có cách nhìn để khi chuẩn bị mua chuông hoặc là học chuông. Mỗi lưu sai như vậy là cần có sai nó cố định để cho mọi người có tốn kém về tài chính nè. Lại không hiểu vì sao mọi người học về những cái cơ bản hiểu sâu kiến thức về chuông đã thấy rất là tiếc cái điều này. Ai mà chưa hiểu thì có thể comment ở dưới hoặc là nhắn tin riêng cho Lai thì Lai sẽ tư vấn thêm về bộ chuông. Mọi người có thể mua chuông bất kỳ ở nơi nào, Lai sẽ giới thiệu cho mọi người mua chuông. Cảm ơn mọi người.